Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 7 tây tháng 5 năm 2020 và là thứ năm tại Hoa Kỳ và thuận nợ ở Cali. Thì hôm nay chúng ta cũng sẽ không có dành quá nhiều thời gian để mà nói về thị trường tài chính nói chung Tại vì thường thấy là ngày hôm nay không có cái tiêu đề nào mà sôi động hơn Đó chính là Bitcoin một lần nữa đã phá được 10.000 đô Cho mình thấy được là cách đây chỉ có 3 tiếng đồng hồ thì giá Bitcoin đã là 10.080 đô ở trên sàn Coinbase Bây giờ đã trả lại một phần ở cái mức là 9.925 và đối với mình nào mà mới vừa tham gia cái đây vài tháng thì có thể là các bạn thấy Bitcoin phá 10.000 đô lần đầu tiên. Và nếu như mà các bạn có thể mua được giá Bitcoin dưới 10.000 đô thì tôi cũng chúc mừng các bạn. Nhưng mà đối với những người mà đã tham gia từ bấy lâu nay thì chúng ta cũng không nhớ được là đây là lần thứ mấy mà Bitcoin phá 10.000 đô. Và trong lúc mà mọi người đều đang chú tâm vào cái giá kế tiếp của Bitcoin là bao nhiêu, sẽ lên cao tới cỡ nào thì Thường hôm nay lại muốn chia sẻ một số những cái tài liệu Một cái góc nhìn khác về giá của Bitcoin Mà thường nghĩ là sẽ đem tới cho các bạn Một số những cái tài liệu hữu ích trong việc đầu tư Bitcoin của các bạn Cũng như là đầu tư bất cứ một cái loại tài sản nào Và hồi sáng này thì Cointelegraph có một cái livestream giữa hai người Mà một người mà thường nghĩ là nhiều bạn biết đến đó chính là Tom Vase Và người kế bên đó chính là Chris Burton Thì cũng muốn nói một ít về cái livestream này hồi sáng này về một số điều mà tôi cảm thấy cũng rất thú vị thì muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì bổ đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi Thuận Capital ở trên cái mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi để nhận được những tin tức sớm nhất thì ở phía dưới video này các bạn sẽ thấy có một cái link các bạn có thể bấm vào để mà tìm cái link của các mạng xã hội hay là các bạn có thể vào thuncapital com Các bạn bấm vào giới thiệu thì khi mà các bạn bấm vào giới thiệu thì các bạn sẽ thấy được là đây là những cái kênh Facebook, Telegram, Twitter và email các bạn có thể lấy được tài liệu này từ trên trang thuậncapviedo com và có một số bạn thì vẫn hỏi thường là cái hiện tượng harvin này là như thế nào các bạn thấy được là harvin chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa là cái sự kiện harvin sẽ xảy ra và có rất nhiều bạn vẫn đang rất muốn biết thêm nhiều chi tiết về cái sự harvin này là như thế nào thì các bạn có thể vào trang web thuận capital com sẽ có một cái dòng hồ đếm ngược các bạn thấy được chỉ còn có 5 ngày 2 giờ nữa là sẽ tới ngày Harvin và các bạn có thể bấm vào cái nút xem chi tiết kế bên để lấy được những cái tài liệu cân bản để các bạn hiểu thêm về cái tình hình Harvin và cái hiện tượng Harvin là như thế nào và nếu như mà các bạn đang tìm một cái sàn giao dịch crypto thì các bạn có thể lấy cái link ở phía dưới video này cái link thuộc capital com pages sàn giao dịch thì các bạn sẽ được đưa đến cái trang như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình các bạn có thể tham gia những sàn như là snapx bybit để mà trade margin hay là sàn binance để mà trade altcoin hay là sàn coinbase nếu như các bạn là một người ở hoa kỳ để mà mua và bán crypto thì chúng ta sẽ dành một ít thời gian trước hết để mà nói về tình hình tài chính nói chung. Các bạn thấy được là tình hình tài chính ngày hôm nay thì rất là tốt, toàn một màu xanh. Các bạn thấy được là các chỉ số của chứng khoán Hoa Kỳ như là chỉ số Dow Jones hôm nay tăng 0,89%, chỉ số S&P 500 tăng 1,15% và chỉ số Nasdaq hôm nay tăng 1,41% ngày mai thì ra sao các bạn thấy được là pre market thì các hợp đồng tương lai như là Dow Futures thì bây giờ là tăng 1,16%, S&P 500 Future sẽ tăng 1,15% và Nasdaq Future thì tăng 1,08%. Nghĩa là nếu như cứ tiếp tục thì ngày mai thị trường lại sẽ có một ngày đầy màu xanh nữa. Và bây giờ thì châu Á các bạn thấy được là ở châu Á cũng toàn một màu, màu xanh. Chỉ số Nikkei hôm nay tăng 1,71%, Shanghai Thượng Hải hôm nay tăng uh, 0,56% và Hang Seng Hồng Kông hôm nay tăng 0,99% và các bạn nhìn vào dầu thì hợp đồng tương lai của dầu tháng 6 ngày hôm nay thì cũng lên một ít các bạn thấy đều là lên 1,49% bây giờ cái mức là 23 đô 90 sen cho một thùng dầu về vàng thì các bạn thấy là vàng cũng có cái sự tăng trưởng Bây giờ đã trở lại 1.729 đô cho một ounce vàng Và hôm nay chúng ta cũng sẽ không nói nhiều về cái tin tức liên quan tới tài chính Tại vì tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để mà nói về Bitcoin nhưng mà có một cái video gần đây có rất nhiều bạn quan tâm tới đó chính là cái video 554 liên quan tới mỗi người Hoa Kỳ nhận 2.000 đô Thì đây là một video thường đang cách đây 2 tuần Thì có nhiều bạn muốn biết là bây giờ tình hình như thế nào có được nhận 2.000 đô mỗi người hay là không thì bây giờ chúng ta thấy được là hai cái đảng đảng dân chủ và đảng cộng hòa vẫn đang bàn bạc với nhau nhưng mà có một số những cái cập nhật cuối tuần này thì cập nhật cho các bạn là bây giờ là tình hình cho thấy được là cái khả năng cao là sẽ có thêm một gói hỗ trợ nữa và cái gói hỗ trợ đó là sẽ có một phần để riêng ra cho người dân của hoa kỳ thì chúng ta sẽ nói thêm chi tiết cuối tuần này. Thì tôi nghĩ là bây giờ nhiều bạn cũng đã biết là ngày hôm nay Bitcoin một lần nữa đã phá được 10.000 đô. Tôi bây giờ đã đi trở lại các bạn thấy là trong lúc tôi làm cái video này, từ đầu video cho tới bây giờ thì giá Bitcoin đã đi trở xuống chỉ còn có 9.877. Nhưng mà chúng ta sẽ nói tới một số góc nhìn khác về Bitcoin. Đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái danh ngôn, một cái lời nói của Benjamin Graham mà thường nghĩ là có thể là có nhiều bạn đã từng nghe qua. Nhất là những bài nào mà thích nghe những cái lý thuyết đầu tư Thì Benjamin Graham có thể là nhiều bạn cũng đã biết Đó chính là thầy của Warren Buffett Là một người mà sau khi mà Warren Buffett học xong Thì đi theo Benjamin Graham để mà học hỏi những kiến thức đầu tư Và Benjamin Graham đã từng sống qua cái thời kỳ khủng hoảng năm 1929 Cho nên ông ta cũng đã từng nhìn thấy rất là nhiều những bong bóng được hình thành Và vỡ như thế nào Và một trong những câu nói mà rất nổi tiếng của Benjamin Graham Đó chính là In the short run the market is a voting machine but in the long run it is a weighing machine có nghĩa là sao có nghĩa là trong thời gian ngắn hạn thì thị trường là một cái cỗ máy bỏ phiếu nhưng mà trong thời gian dài hạn thì thị trường là một cái cỗ máy cân nặng thì ý của Benjamin Graham muốn nói trong cái câu nói này có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán các bạn thấy lúc đó chỉ có thị trường lớn nhất là thị trường chứng khoán bây giờ các bạn có nhiều thị trường khác như là thị trường vàng thị trường hợp đồng tương lai hay là thị trường bitcoin nhưng mà nói chung khi mà các bạn nhìn vào một chứng khoán nào đó hay là một tài sản nào đó mà các bạn đầu tư thì trong thời gian ngắn hạn không ai có thể biết được là tài sản nào thực sự đã có giá trị các bạn thấy là trong thời gian ngắn hạn một cái tài sản một cái cổ phiếu có thể là công ty đó không được tốt nhưng mà nếu như mà mọi người đều nghĩ là công ty đó tốt thì có thể là đẩy giá công ty đó lên cổ phiếu sẽ tăng lên người này mua giá tăng lên rồi người kia lại ùa vào để mà mua rồi lại đẩy giá tăng hơn nữa cho nên các bạn thấy được là trong thời gian ngắn hạn thì hiệu hướng đám đông sẽ đẩy cái giá cổ phiếu đó lên rất là cao có nghĩa là cái cổ phiếu nào mà đang được mọi người ưa chuộng thì người ta sẽ bỏ phiếu cho cổ phiếu đó bằng cách là mua và đẩy giá lên đó chính là câu nói trong thời gian ngắn hạn thị trường là một cái cổ máy bỏ phiếu nhưng mà trong thời gian dài hạn thị trường là một cái máy cân nặng có nghĩa là trong 10 năm 20 năm thì sẽ rất rõ ràng là công ty nào có giá trị công ty nào có chiến lược phát triển tốt hơn thì công ty đó sẽ đứng dựng trong thị trường chứng khoán và trong thời gian dài hạn các bạn sẽ thấy được là công ty nào thực sự có giá trị, cổ phiếu nào thực sự có giá trị. Thì để hiểu một cách khác thì khi mà chúng ta nói tới đầu tư thì trong thời gian ngắn hạn không ai có thể biết được tương lai. Cho nên trong thời gian ngắn hạn thị trường như là một cái sông bạc. Nhưng mà trong thời gian dài hạn thị trường là một cái sân chơi mà những người nào mà nhận ra được giá trị của một vật nào đó sẽ lấy được tiền thì những người mà không nhận được giá trị của vật đó thì trở lại với lại Bitcoin các bạn thấy được là cái giá Bitcoin bây giờ là 9229 chúng ta sẽ nói về ngắn hạn và dài hạn thì trong thời gian ngắn hạn các bạn thấy được là Bitcoin một tuần trước đây là giá khoảng chừng là 8.800 đô có nghĩa là trong vòng một tuần thì Bitcoin lên khoảng chừng là 12 phần trăm thì các bạn thấy là 12% đó cái giá tăng trưởng là do cái nguồn cung và nguồn cầu ở trên sàn giao dịch để đẩy cái giá lên từ 8.800 đô lên tới 10.000 đô hôm nay chứ không phải là Bitcoin ngày hôm nay so với là Bitcoin cái đây một tuần thì Bitcoin bây giờ đã có cái nhu cầu mà sử dụng và lưu trữ trên mạng lưới cao hơn so với một tuần trước đây và cũng ngược lại nếu như mà tuần sau giá bitcoin từ khoảng chừng là 9.900 đô mà lại đi trở xuống còn 8.000 mấy đô có nghĩa là đi xuống khoảng chừng 15% thì không có nghĩa là bitcoin tuần sau so với tuần này thì bitcoin tuần sau có nhu cầu uh, lưu trữ và sử dụng bitcoin trên mạng lưới để bị giảm đi 15% cho mình thấy được là đó là cái giá mà được đưa ra bởi người mua và người bán ở trên các sàn giao dịch chứ không có nói lên được là cái giá trị lâu dài của bitcoin là bao nhiêu và khi mà chúng ta nói tới cái giá chi lâu dài của Bitcoin thì chúng ta phải nhìn vào cái lịch sử giá của Bitcoin trước đây là như thế nào Tại vì Bitcoin thực sự đã trải qua rất là nhiều cái đợt bong bóng, bong bóng hình thành gọi lại vỡ, bong bóng hình thành gọi lại vỡ Nhưng mà phần lớn mọi người thì chú tâm vào cái đợt giá cao nhất của mỗi một lần mà bong bóng hình thành và bể Thì chúng ta hôm nay sẽ nhìn vào một góc cạnh khác, chúng ta hãy nhìn vào cái giá thấp nhất mà từng đợt bong bóng hình thành gọi lại bể nó như thế nào thì tại sao chúng ta lại phải nhìn vào cái giá mà thấp nhất chứ không phải nhìn vào cái giá cao nhất tại vì các bạn thấy được là mỗi khi một bong bóng hình thành thì bong bóng hình thành là một điều mà rất bình thường ở trong thị trường tài chính mà các bạn thấy được là không chỉ riêng là bitcoin mà các bạn thấy là bong bóng vàng bất động sản bong bóng chứng khoán đều có và đã có rất nhiều đợt hình thành và bị bể và cũng sẽ không ngừng ở đó lúc nào chúng ta cũng sẽ có những bong bóng mới hình thành và lại bể tại sao tại vì đây là một cái điều À, rất là bình thường ở trong cách suy nghĩ của con người đó chính là lòng tham. Các bạn thấy được là lòng tham đã có từ khi mà con người được sinh ra và cái lòng tham đó cũng sẽ có trong cái thị trường chứng khoán, thị trường tài chính nói chung. Thì các bạn thấy được là khi mà một người nào đó mua một tài sản nào đó, giả sử như là các bạn à, mua nhà đi, thì các bạn mua nhà, các bạn bán có lời, thì người khác thấy các bạn mua có lời thì họ sẽ mua nhà và lại bán ra thì mỗi người khi mà thấy người ta có lời thì các bạn thấy là cứ tiếp tục mua lại bán người này mua bán có lời người kia mua lại bán có lời người nọ mua lại bán có lời nhưng mà các bạn thấy là mỗi một lần như vậy thì giá là được đẩy lên trên cao tại vì mỗi người mua đều có cái suy nghĩ là sẽ bán với giá cao hơn để mà có lời cho nên đẩy giá lên cao cho đến một mức nào đó các bạn là người cuối cùng mua cái giá cao nhưng mà lại không bán ra được Tại vì không có cái người kế tiếp chấp nhận mua cái giá cao mà các bạn đưa ra cho nên cuối cùng thì các bạn lại phải giảm giá xuống để kiếm được người mua và các bạn cứ giảm và cứ giảm và cứ giảm đó chính là cái lúc một bong bóng bị vỡ cái giá đi xuống cho đến khi nào mà các bạn kiếm được một người mà có nhu cầu mua cái căn nhà đó của các bạn và cái người có nhu cầu mua căn nhà đó của các bạn có thể là họ có nhu cầu mua để mà ở chứ không phải là mua để mà bán kiếm lời hay là cái người đó cảm thấy là cái giá trị căn nhà đó so với cái giá bán của bạn là phù hợp thì họ sẽ mua và mỗi một lần mà các bạn thấy là Bitcoin có cái bong bóng hình thành và sau đó thì lại vỡ thì cái giá mà cuối cùng trong cái đợt đi xuống đó là một cái giá rất quan trọng đó chính là cái giá mà nhiều nhà đầu tư nghĩ là đây là cái giá hợp lý để cho họ thu mua vào tại vì họ tin tưởng giá trị lâu dài của Bitcoin hay là họ thật sự là có nhu cầu lưu trữ và sử dụng Bitcoin và trong cái đợt bong bóng mà năm 2017 thì các bạn thấy là cái giá kết thúc là khoảng 3.500 đô đó chính là cái giá mà nhiều người cho là hợp lý và có cái nhu cầu lưu trữ Bitcoin và sử dụng Bitcoin ở cái mức đó thì trước đây thì ra sao các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào trong thời gian dài hạn thì bitcoin đã có mặt là 10 năm nhưng mà cái giá mà đầu tiên các bạn thấy là bitcoin thì khi mà mới ra đời thì cũng không có cái giá cái giá đầu tiên mà các bạn thấy được là được ghi lại bởi wikipedia mà có thể tin tưởng được thì đó chính là cái giá là 0,01 đô la trên một đồng bitcoin cái lúc nhiều người cho là mua cái pizza với 10.000 đồng btc đó chính là cái lần đầu tiên mà bitcoin thực sự là có giá trị là một người có thể là mua được một cái pizza với cái giá là 10.000 BTC nhưng mà sau đó thì Bitcoin đã bắt đầu là được giao dịch trên các sàn giao dịch và đầu tiên mà Bitcoin đạt được cái giá cao nhất trong cái bong bóng đầu tiên đó chính là ngày 8 tây tháng 7 năm 2011 lúc đó Bitcoin đã đạt được cái mức là 31 đô sau đó Bitcoin đã bị vỡ bong bóng và từ 31 đô đã đi trở xuống chỉ còn có 2 đô la đó chính là tháng 12 năm 2011 và đây chính là cái giá mà đầu tiên các bạn thấy được là sau khi mà bong bóng Bitcoin hình thành thì đã kiếm được người cho là Bitcoin có giá trị ở 2 đô la và đã mua lại và nhiều người chứ không phải là một người đã mua lại cái giá Bitcoin ở 2 đô la này khiến cho giá không tiếp tục đi xuống nữa và đã ngưng lại ở 2 đô la đây chính là cái đáy đầu tiên cũng có thể coi như là đây là cái giá trị của Bitcoin đầu tiên mà được nhiều người công nhận. Sau đó các bạn thấy được là từ 2 đô la Bitcoin lại bắt đầu một cái bong bóng mới. Và từ 2 đô la đã lên tới 266 đô năm 2013 hồi tháng 4. Và sau đó bong bóng thứ nhì này đã bị vỡ và đi từ 266 đô xuống còn 70 đô. Các bạn thấy được 70 đô năm 2013 hồi tháng 6. Đó chính là cái giá mà nhiều người cho là hợp lý và đã mua. Tại vì họ nghĩ là Bitcoin có giá trị đối với họ là 70 đô, cho nên giá đã không đi xuống nữa và ngưng ở cái mức 70 đô. Nhưng mà cái mức 70 đô này so với lại 2 đô năm 2011 đã cao hơn, có nghĩa là cái đáy lần thứ nhì đã cao hơn cái đáy lần đầu tiên, cũng đồng nghĩa là cái giá trị lần thứ nhì đã cao hơn cái giá trị đầu tiên. Lần thứ ba các bạn thấy được là từ 70 đô thì giá bên bitcoin lại tiếp tục tăng lên, tăng tới tháng 11 năm 2013, bitcoin đã đạt được cái đỉnh là 1.242 đô. Và từ năm 2013 tới năm 2015 thì giá đã dao động rất nhiều và trong đó đã có nhiều cái sự cố như là sự cố của sàn Mao bị phá sản năm 2014. Lúc đó giá đi xuống là khoảng chừng là 600-700 đô Nhưng mà cái giá chưa kết thúc ở cái mức đó Giá lại tiếp tục đi cho xuống Và cái giá thấp nhất mà nhiều người nói trong cái bông bóng thứ nhì này Là 200 đô tháng 3 năm 2015 Và các bạn thấy đưa là từ 1.200 đô Đi xuống chỉ còn có 200 đô nhưng mà cái giá 200 đô này vẫn cao hơn là 70 đô, vẫn cao hơn là 2 đô la. Cho nên các bạn thấy được là mỗi lần một bong bóng vỡ thì cái giá trị Bitcoin đều được tăng lên. Nhiều người thì công nhận Bitcoin có cái giá trị cao hơn. Và đời thứ tư, rồi nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết đó chính là khi mà Bitcoin lại bắt đầu từ năm 2015 từ từ đi lên và lên tới cái mức là 20.000 đô năm 2017. Và sau đó bong bóng bị vỡ và đi trở xuống còn 3.000, khoảng chừng là 3.500 đô. Nhưng mà các bạn thấy được là 3.500 đô Cái giá mà thấp nhất trong cái đợt bong bóng năm 2017 Thì các bạn thấy được là cái giá đó vẫn là cao hơn So với lại cái giá 200 đô năm 2015 Cho các bạn thấy được là cái giá trị Bitcoin Mỗi một lần mà bong bóng vỡ Thì cái giá trị đã tăng lên Nhiều người công nhận Bitcoin có cái giá trị cao hơn Thì trong cái đợt này cái giá cao nhất của Bitcoin là bao nhiêu thì thường đương nhiên là không thể nào biết được nhiều người cho là 50.000 đô, 100.000 đô điều này hoàn toàn là có thể tại vì các bạn thấy được là đây cũng không phải là một điều gì đó mà quá gây gớm đối với Bitcoin Bitcoin cũng đã từng có những cái sự tăng trưởng cao như vậy trong những đợt tăng trưởng trước đây nhưng mà quan trọng hơn nữa là khi mà cái bong bóng kế tiếp bị vỡ tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ có thêm một bong bóng nữa và sẽ có một bong bóng nữa bị vỡ và lại tiếp tục tại vì lòng tham con người không bao giờ hết cho nên một phần thường rất có lòng tin là giá Bitcoin sẽ có cái sự tăng trưởng tại vì sẽ có được bong bóng kế tiếp vì lúc nào con người cũng có lòng tham nhưng mà một điều khác nữa thì thường cũng rất tin tưởng vào giá trị của Bitcoin trong thời gian lâu dài là cái đợt bong bóng kế tiếp này khi mà bị vỡ thì sẽ kết thúc ở cái mức là cao hơn 3.500 đô Vì cái lý do đó các bạn thấy được là thường lúc nào thì cũng có cái ý nghĩ là trung bình giá là một cách mà đầu tư lâu dài của thường, và thường không chỉ riêng là trung bình giá ở trong thị trường bitcoin mà thường trung bình giá ở trong các thị trường khác như là thị trường chứng khoán và trung bình giá có nghĩa là các bạn mua cùng một mức tiền và chia ra mua cùng một thời gian có nghĩa là mua mỗi tuần hay là mỗi tháng cùng một mức tiền đó và các bạn thấy là nếu như giá bitcoin lên cao thì các bạn uh, mua ít bitcoin lại cùng một số tiền đó nhưng mà khi giá đi xuống thấp thì các bạn lại mua được nhiều Bitcoin hơn cùng một số tiền đó và các bạn có thể áp dụng vào nhiều loại tài sản khác nhau hay là những cái altcoin các bạn cũng có thể là mua trung bình giá nhưng mà trong thời gian dài thì giá trung bình của các bạn sẽ thấp hơn là cái giá hiện tại thì các bạn sẽ có lời và đây là một cách đầu tư mà có thể là nhiều bạn cho là không có sôi động mà các bạn trade hàng ngày thì đương nhiên nhưng mà các bạn cũng nên biết là trading hàng ngày thì cũng sẽ có nhiều cái nguy hiểm cho bạn cần phải là một người mà biết về trading và có thể quản lý được cái cảm xúc cá nhân của mình cũng như là các bạn cần phải dành rất nhiều thời gian để mà trading thuận thì các bạn cũng đã biết là thuận thì làm việc ở công ty ban ngày và ban đêm thì thuận dành thời gian để mà chia sẻ những cảm nghĩ cá nhân của thuận với các bạn và nói tới cái trung bình giá thì các bạn thấy được là nếu như mà các bạn vào một cái trang web nhiều bạn mà xem thùng cấp được từ bấy lâu nay thì cũng biết trang web này đó chính là Bitcoin Saving Calculators thì các bạn thấy là nếu như các bạn là một người mà rất là kém may mắn giả sử như là các bạn đầu tư vào cái ngày cái ngày đầu tiên các bạn bỏ tiền vào thị trường Bitcoin là cái ngày mà Bitcoin đạt cái đỉnh là 20.000 đô có nghĩa là ngày 17 tây tháng 12 năm 2017 thì nếu như các bạn đầu tư 100 đô mỗi tuần và bắt đầu từ ngày 17 tây tháng 12 vào năm 2017 thì các bạn thấy được là từ ngày đó cho tới hôm nay thì các bạn thấy được là cái số tiền các bạn bỏ vào đầu tư Bitcoin là đã lên tới là 12.500 đô các bạn đã có thể sở hữu là 1,8 đồng Bitcoin nhưng mà cái giá hiện tại là tới 16.241 20 cent có nghĩa là vẫn cao hơn là cái giá trung bình các bạn có từ lúc mà các bạn đầu tư vào ngày 17 tháng 12 cái lúc mà Bitcoin đặt 20.000 đô cho tới bây giờ các bạn đầu tư trung bình giá các bạn vẫn có lời hay là ngược lại nếu như các bạn là một người mà đã bắt đầu đầu tư khi mà, mà Bitcoin đạt cái mức là 14.000 đô năm ngoái các bạn thấy được là lúc đó thường nhớ là khoảng tháng 6 thì khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ đến tuần thì các bạn thấy được là cái lúc Bitcoin đạt 14.000 đô năm ngoái đó chính là cái ngày 24 tây tháng 6 thì nếu như các bạn là một người mà cũng rất kém may mắn Cái ngày đầu tiên các bạn đầu tư vào Bitcoin là ngày 24 tây tháng 6 năm 2019 Lúc mà Bitcoin đạt được là 14.000 đô Cho tới bây giờ sau khi mà các bạn trải qua cái đợt mà Bitcoin đi xuống còn có 3.800 đô hồi tháng 3 mới đây Thì các bạn bây giờ vẫn có được là khoảng chừng là nửa đồng Bitcoin cái số tiền các bạn bỏ vào là 4.600 đô nhưng mà cái Giá hiện tại vẫn là 4747 các bạn vẫn còn lời một phần. Tuy là các bạn đầu tư và có lúc mà giá Bitcoin cao hồi tháng 6 năm 2019. Nhưng mà nếu như các bạn là một người mà đầu tư lâu dài như là các bạn là bắt đầu đầu tư vào giả sử như là tháng 1 năm 2017 mỗi tuần 100 đô thì các bạn bây giờ đã có là 4 đồng Bitcoin. Số tiền các bạn bỏ vào chỉ có là 17.200 đô. Nhưng mà cái số tiền mà hiện tại giá trị là 36.289 hay là các bạn bắt đầu đầu tư vào năm 2018 thì các bạn thấy được là cũng tương tự các bạn bỏ vào 12.000 đô các bạn sẽ lưu trữ là 1,8 đồng BTC nhưng mà cái giá hiện tại là tới 16.000 đô thì những mình nào mà theo dõi thuần capital từ bấy lâu nay thì cũng đã từng xem một vài cái video có cái lý thuyết tương tự về trung bình giá thì như bạn cho là trung bình giá là một cái cách đầu tư mà không được thông minh lắm thì thường nghĩ là thông minh hay không thì tùy theo là suy nghĩ của các bạn nhưng mà kết quả thì thuần cảm thấy là rất có kết quả trong thời gian lâu dài nếu như mà các bạn đầu tư vào một cái tài sản mà các bạn tin tưởng lâu dài chúng ta lại sẽ nói thêm một số những cái tài liệu khác liên quan tới bitcoin thì hôm nay như thường đã trình bày đầu video là thường đã xem cái livestream của Tom Vase và Charlie Burton được tổ chức bởi Coin thì nào, họ đã nói tới rất nhiều nhưng mà hai điều mà thường cảm thấy là rất thú vị thường muốn chia sẻ với các bạn điều đầu tiên đó chính là các bạn thấy là chúng ta nghe nói tới rất nhiều là những nhà đầu tư lớn những tổ chức đầu tư là sẽ đi vào thị trường này và chúng ta đã nói tới những điều đó từ năm 2018 và hai năm sau thì những nhà đầu tư ở đâu các bạn thấy là chúng ta không có nhận được nhiều tài liệu à, chúng ta có một số những tin tức liên quan tới những công ty như là Goldman Sachs và Dowdy bắt đầu tham gia vào thị trường crypto nhưng mà chúng ta không có nhận được nhiều tài liệu như là mọi người mong đợi thì câu hỏi bây giờ là những nhà đầu tư lớn đang ở đâu khi nào họ mới tham gia vào thị trường này thì một trong những điều mà chúng ta đã từng nói tới là chúng ta có một số dẫn chứng cho thấy được là đã có rất nhiều nhà đầu tư lớn tham gia vào, họ đã đi vào nhưng mà họ chưa ra thông báo. Và thông ve nói cũng rất có lý là không có lý do gì một nhà đầu tư lớn đưa ra thông báo là họ đang thu mua Bitcoin, tại vì làm như vậy thì không có lợi gì đối với họ mà có thể là đẩy giá Bitcoin lên cao, họ phải mua giá Bitcoin với cái giá cao hơn. Cho nên họ sẽ âm thầm để mà tích lũy Bitcoin cho đến phút cuối, lúc đó họ mới ra thông báo là họ đã tích lũy bitcoin từ bấy lâu nay. Nhưng mà các bạn có thể nhìn vào một số những tài liệu cho thấy được là họ đã bắt đầu đi vào thị trường này. Những tài liệu như là các bạn thấy được là những cái ví bitcoin mà có hơn 1.000 BTC là đang tăng trưởng mạnh. Điều này chúng ta cũng đã nói tới uh, trong những cái video trước đây. Và một cái tài liệu khác nữa chúng ta cũng đã nói tới đó chính là liên quan tới thống kê đầu tư của công ty Grayscale trong cái quý 1 năm 2020 này lúc mà giá Bitcoin đi xuống mạnh còn có 3.800 đô đi xuống khoảng chừng 50% trong vòng chỉ có mấy ngày thì trong quý 1 này cái số lượng tiền mà đưa cho Grayscale đầu tư từ những tổ chức đầu tư là đã lên tới là 503 tỷ có nghĩa là gấp đôi cái số tiền trong những quý trước đó và công ty Grayscale trong quý 1 này mỗi một tuần họ đầu tư vào cái quỹ Bitcoin là gần như là 30 triệu đô la và đầu tư vào cái quỹ Ethereum gần như là 8,5 triệu đô la nếu mà nào muốn biết chi tiết hơn thì Thuận đã làm uh, rất nhiều những cái video liên quan tới công ty RayScale Như là cái video 555 Đây là video mà nói rõ ràng hơn về cái tình hình đầu tư của những nhà đầu tư lớn Và công ty RayScale chỉ là một trong nhiều công ty mà hỗ trợ những tổ chức đầu tư lớn đầu tư vào thị trường Bitcoin, Ethereum và Crypto Cho nên các bạn có thể tưởng tượng được là bây giờ đã có rất nhiều nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường này Đây là một số nhân dẫn chứng mà chúng ta đã từng nói tới cho nên họ đã ở thị trường này nhưng mà họ đang tích lũy cho nên sẽ không có ai thông báo với các bạn là bây giờ ngân hàng này hay là tổ chức đầu tư kia thu mua bao nhiêu. Ngoài chi điều đó ra các bạn thấy là có một cái nguồn thu mua mạnh nữa đó chính là cái nguồn thu mua đến từ những cái người bình thường như là thông với các bạn. Chúng ta thấy được là cái thông báo được đưa ra bởi công ty Square. Công ty Square thì các bạn cũng đã biết là có một cái ứng dụng gọi là Cash App. Công ty Square là của Jack Dorsey. Jack Dorsey là CEO của công ty Twitter. Thì trong cái quý 1 này, công ty Square đã đưa ra cái thống kê thu nhập là họ đã thu nhập được 222 triệu Khi mà à, họ bán những cái sản phẩm khác ở trên cái Cash App Nhưng mà khi mà nói riêng về Bitcoin thì Bitcoin họ đã bán được, họ đã có thu nhập tổng cộng là 306 triệu đô la Có nghĩa là tất cả thu nhập của những cái sản phẩm khác là không bằng thu nhập từ họ bán Bitcoin 222 triệu so với 306 triệu Nhưng mà khi chúng ta nói tới là lợi nhuận là bao nhiêu Thì các bạn thấy được là trong 222 triệu thu nhập mà bán những sản phẩm bình thường Thì cái lợi nhuận của họ đã lên tới 178 triệu Trong khi mà Bitcoin họ bán ra tổng cộng là 306 triệu Nhưng mà họ chỉ thu nhập chỉ có 7 triệu Thì tại sao mà thu nhập khi mà bán Bitcoin lại thấp như vậy Thì Jack Dorsey đã nói là bây giờ thì cái nhiệm vụ mà quan trọng nhất là không phải là lấy được nhiều lợi nhuận từ bán Bitcoin Họ bán Bitcoin với cái giá là gần như là sắp xỉ với được thị trường Có nghĩa là mỗi lần họ bán Bitcoin thì cái phí thâu rất là thấp Nhưng mà cái lý do tại sao là tại vì họ muốn nhiều người hơn tham gia vào Cash App Cash App là một cái ứng dụng mà phần lớn người Hoa Kỳ sử dụng mà rất dễ dàng để mà mua bán Bitcoin Cho nên họ muốn thu hút thêm nhiều người tham gia vào thị trường Bitcoin Và một trong những cách đó đó chính là tính phí thấp để cho mọi người có thể là bắt đầu thử nghiệm mua bán Bitcoin như thế nào. Cho nên bây giờ chưa phải là cái lúc mà họ tăng thu nhập Bitcoin lên, nhưng mà ít ra các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin mà họ bán ra 306 triệu trong cái quý 1 này so với lại cái quý 1 của năm ngoái chỉ có 65 triệu thì cái nhu cầu mà mua Bitcoin từ những người bình thường đã tăng lên rất là nhiều. Và dựa vào hai cái yếu tố này những người bình thường mua Bitcoin và những cái nhà đầu tư lớn đã có cái dấu hiệu là đi vào thị trường này thì Tom Vase và Charlie Burton cho là cái đợt tăng trưởng kế tiếp bong bóng kế tiếp của Bitcoin là sẽ rất là cao đương nhiên là sẽ cao hơn 20.000 đô đó là điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái buổi livestream này điều thứ nhì mà thường cảm thấy là thú vị đó chính là liên quan tới Bitcoin có nguy cơ là bị những chính phủ tấn công nữa hay là không thì Tom Vase cũng có một cái nhìn rất là thú vị đó chính là Tom Vase nghĩ là Bitcoin bây giờ vẫn còn rất dao động cho nên chưa có phải là cái mối lo ngại đối với những chính phủ các bạn thấy được là Bitcoin thì bây giờ vẫn là một tháng là 3.000 đô tháng sau lại lên tới 10.000 đô và từ 10.000 đô hoàn toàn có thể lên tới 20.000 đô và từ 20.000 đô hoàn toàn có thể lên tới 50.000 đô và từ 50.000 đô có thể đi trở xuống còn có 15.000 đô. Cho nên khi mà Bitcoin dao động như vậy thì chính phủ các nơi vẫn chưa phải là mối lo ngại. Cái mối lo ngại không phải đến từ cái giá Bitcoin là bao nhiêu mà cái mối lo ngại đến là Bitcoin giá trị có ổn định hay là không. Giả sử như là Bitcoin không phải 50.000 đô, không phải 100.000 đô đó không phải lúc mà các chính phủ lo ngại mà nếu như mà Bitcoin mà có thể là ổn định được ở cái mức là 10.000 đô và từ đó đi lên từ từ là 10.000, sau đó 10.500 đô, sau đó 11.000 đô đi lên từ từ hàng năm thì lúc đó các chính phủ mới bắt đầu là có cái sự lo ngại cực cao về thị trường bitcoin tại vì lúc đó bitcoin đã trở thành một cái loại tiền tệ mà nhiều người có thể là tin tưởng được tại vì cái giá trị nó ổn định lại. cho nên cho đến khi nào mà điều đó xảy ra, có nghĩa là giá bitcoin là ổn định lại và đi lên từ từ, chứ không phải là cái mức giá nào thì lúc đó cái chính phủ mới bắt đầu là lo ngại và sẽ có nhiều những cái luật gắt gao hơn liên quan đến thị trường crypto này và nếu như mà nói tới là cấm Bitcoin thì thực sự là bây giờ đã quá trễ. Bây giờ các bạn thấy là Bitcoin mạng lưới đã quá phi tập trung. Và thật ra nếu các bạn nói cấm thì các bạn cũng không thể nào là biết được là ai có Bitcoin, ai không có Bitcoin, ai giao dịch. Và các bạn cũng không biết được là tất cả các máy đào nằm ở đâu thậm chí là các bạn có thể là đóng hết tất cả xưởng đào trong một quốc gia tất cả quốc gia trên thế giới đều làm cùng một lúc nhưng mà thường hoàn toàn có thể là mua một cái máy đào để trong nhà và xử lý cái giao dịch thì lúc đó bitcoin vẫn có thể tiếp tục hoạt động cho nên cái việc mà cấm bitcoin cái thời kỳ đó đã qua và thậm chí bây giờ mình cảm thấy là tất cả các chính phủ khắp nơi, các ngân hàng trung ương khắp nơi đều cũng đã nhận ra cái điều này là cấm Bitcoin là một điều hoàn toàn không thể. Và các bạn có thể nhớ là năm ngoái có những cái buổi điều trần liên quan tới Libra và những nghị sĩ ở Hoa Kỳ cũng đã tự nhận là họ bây giờ đã hiểu được là cấm Bitcoin là một điều hoàn toàn không thể. Thì đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NEPX và sàn Bybit Tham gia sàn NEPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn Sau khi mà đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trị miễn phí thông qua Telegram Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao Nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống Thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận Nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ phù hợp như, như mà nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông qua link của tụi capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này starbex bybit và binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở hoa kỳ các bạn có thể tham gia sàn coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.